Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ trình bày cho các bạn về các nguyên tắc cần thiết trong việc xây một cái hồ cá trên sân thượng hoặc là cái ban công. Thì khi mà một cái ban công hoặc một cái sân thượng thì chúng ta sẽ có gặp hai cái trường hợp mặt sàn. Thứ nhất là mặt sàn nghiêng sang một bên, có nghĩa là khi người ta xây cái mặt sàn sân thượng hoặc là ban công, nó sẽ có một cái hướng thoát nước. Khi mà có nước mưa hoặc là các cái nước ở trên ban công hoặc sân thượng sẽ thoát xuống một cái hệ thống thoát nước của nhà. Thì ở đây nó là một cái mẫu mà sẽ thoát sang một bên. Hoặc là chúng ta sẽ có một cái dạng sàn như sau, là dạng sàn ở giữa và thoát nước sang hai bên. Thoát nước hai bên như thế này. Thì đối với mỗi một cái mặt sàn thì chúng ta sẽ có cái hình thức xây cái hồ cá để đặt cái lối thoát nước cho cái mặt sàn khác nhau. Thì cái hướng nào là cái hướng thoát nước và cái chỗ nào là chỗ trúng nhất trên cái mặt sàn, thì khi chúng ta xây cái tường xung quanh hồ cá thì chúng ta sẽ đặt một cái lỗ thoát nước ở ngay vị trí đó. Đây, ví dụ như là khi chúng ta xây thành cho hồ cá thì đối với mặt sàn mà nó thoát nước sang hai bên thì chúng ta phải đặt cái lỗ thoát nước ở hai bên ở cái vị trí thấp nhất mà nơi mà cái hồ cá chúng ta xây. Đây là một cái mô hình hồ cá koi trên sân thượng hoặc là trên ban công. Thì cái mặt sàn của cái ban công này nước nó sẽ nghiêng sang hai bên, có nghĩa là nó ở cái dạng là nước sang hai bên. Thì cái mặt sàn nó sẽ có bên đây là một cái hệ thống thoát nước. Đây, một cái hệ thống thoát nước. Và bên góc bên kia của sàn thì cũng có một cái hệ thống thoát nước tương tự như vậy. Một cái hồ cá mình xây rồi nên là mình biết rồi, nên là nó che khuất rồi nên là không thấy nữa. Sau khi chúng ta xây xong thành tường hồ cá thì chúng ta sẽ tiến hành trang trí cho cái thành hồ cá. Đồng thời là chúng ta sẽ tiến hành sơn cái lớp chống thấm ở bên trong của cái thành hồ cá cũng như là cái mặt sàn ở dưới đáy của hồ cá. Để làm gì? Để mục đích là khi mà nước mà nó có thẩm thấu qua trong hồ, mà nó có thẩm thấu ra thì nó sẽ được thoát xuống và không thấm vào thành hồ cũng như là sàn của mặt sàn của tòa nhà, và thoát xuống cái lỗ thoát nước của hệ thống nhà để thoát đi. Không có giữ nước lại ở trên cái mặt sàn, lâu ngày thì nó sẽ thấm vào trong mặt sàn. Với một cái hình thức mà một cái mặt sàn mà nó nghiêng thoát nước sang hai bên như vậy, thì mình sau khi mình xây hồ, xây xung quanh cái thành hồ như thế này, xây xung quanh thành hồ, trang trí xong, xây thành hồ, thì cái việc xây thành hồ như vậy mình phải có hai cái hệ thống thoát nước cho cái đáy, mặt đáy của hồ. Thì ở góc bên đây chúng ta có một cái hệ thống thoát nước. Đây có một cái hệ thống thoát nước. Thoát nước khi mà hồ nó có bị rò rỉ thì nước nó sẽ thoát ra. Tương tự như thế ở hồ mé bên kia cũng có một cái hệ thống thoát nước, và cái hệ thống nước nó đang nằm thẳng xuống dưới đáy hồ rồi, có nghĩa là khi mà nước mà nó có chảy bị rò rỉ xuống đáy hồ thì nó sẽ thoát xuống ngay cái lỗ ở cái góc hồ bên đây luôn. Thì sau khi mà chúng ta đã hoàn thành cái việc mà chống thấm cho cái thành hồ cũng như là cái mặt sàn của cái nhà của mình, sân thượng hoặc là ban công, thì chúng ta sẽ tiến hành là lót cái tấm ren này. Tấm ren này thì nó có nhiều dạng là 50x50 và độ dày là 30mm, hoặc là có cái loại là 330mm nhân 330mm và độ cao là 30mm, có nghĩa là cao là 3 phân. Thì nó có tùy cái diện tích hồ cá mà mình sẽ mua những cái tấm kích thước như thế nào để khi mình lót là cho nó phù hợp. Thì cái việc mình lót cái ren này thì chúng ta sẽ tiến hành lót khắp mặt đáy cái mặt sàn ở trong cái hồ cá, lót toàn bộ
hoặc là chúng ta nếu kỹ thì chúng ta sẽ lót luôn ở xung quanh thành hồ. Còn nếu chúng ta không lót xung quanh thành hồ thì mà khi chúng ta xây tường hay là chúng ta dán bạt thì chúng ta phải để một cái độ hổng nhất định, và khi mà nước mà nó có rò rỉ sang bên hông thì nó cũng sẽ dễ dàng thoát xuống đáy hồ. Cái này là cái tuyệt đối mà chúng ta khi xây dựng một cái hồ cá, làm một cái hồ cá ở trên sân thượng hay là ở ban công thì chúng ta phải tuân thủ, phải có cái hệ thống thoát nước này, cái vỉ thoát nước này, đặt cái vỉ thoát nước này. Bởi vì nếu chúng ta không đặt cái vỉ thoát nước này để cách cái đáy hồ cá ra khỏi cái mặt sàn, thì khi nước mà nó rò rỉ ra khỏi đáy hồ cá nó sẽ đọng lại ở trên mặt sàn và lâu ngày nó sẽ thấm xuống nhà, mặt sàn nhà và làm hư hỏng nhà. Thì sau khi chúng ta hoàn thành cái việc mà lót sàn thì chúng ta sẽ tiến hành là một là xây tường xi măng và lót tường xi măng, hoặc là chúng ta lót bạt. Sau khi mà chúng ta đã lót toàn bộ cái ren xuống đáy hồ cũng như thành hồ xung quanh thì chúng ta mới tiến hành việc là lót bạt. Lót bạt như thế này. Lót bạt như thế này. Hoặc là chúng ta xây một cái thành hồ bên trong để giữ nước bằng xi măng, và cách cái thành hồ là bằng một cái lớp ren là khoảng 3 cm, cũng như dưới đáy hồ cũng cách mặt sàn là 3 cm. Thì sau khi mà chúng ta đã xây xong cái lót bạt hoặc là xây xong cái thành hồ ở bên trong thì chúng ta mới tiến hành là chống thấm. Nếu chúng ta xây thì chúng ta sẽ chống thấm một lần nữa cho cái lớp bê tông ở bên trong. Còn đối với trường hợp lót bạt thì chúng ta không cần phải chống thấm nữa, vì bạt nó cũng có khả năng chống thấm rồi. Thì mỗi một cái nó sẽ có những cái lợi thế khác nhau. Ví dụ như khi chúng ta xây xi măng thì chúng ta hoàn toàn có thể đặt cái bộ lọc ở trong hồ và đặt ngầm cái hệ thống lọc là lọc đáy và lọc mặt ở trong cái hồ được. Nhưng đối với trường hợp mà chúng ta lót bằng bạt thì cái việc chúng ta đặt như vậy là không khả thi, mà chúng ta phải sử dụng cái hệ thống lọc ở bên ngoài. Tại vì khi nếu mà chúng ta khoét lỗ trên bạt mà chúng ta có dán cỡ nào đi chăng nữa thì trong quá trình nó, bởi vì cái bạt nó sẽ co giãn và nó lay, nó dễ bị di chuyển nên nó sẽ bị, có thể nguy cơ là sẽ bị rò rỉ nước. Thì đó, đây là những cái nguyên tắc mà các bạn khi mà các bạn muốn xây một cái hồ trên sân thượng cũng như là ban công thì các bạn phải nghĩ đến, và chắc chắn phải xây theo phương pháp này. Bởi vì nếu các bạn mà để lệch cái mặt sàn của hồ cá, mặt đáy của hồ cá xuống cái mặt sàn, thì trong quá trình sử dụng bất kỳ loại nào chống thấm như thế nào thì trong quá trình thời gian thì nước nó cũng sẽ thấm qua được cái đáy hồ cũng như là thành hồ. Chúng ta dùng vật liệu gì cũng cũng vậy, trừ khi là chúng ta dùng hồ kính. Thì hồ kính thì là kính mà nó không chịu vỡ thì nó mới 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 chảy nước thôi, chứ còn không thì nó không chảy nước. Còn nếu chúng ta dùng xi măng hoặc là chúng ta dùng các cái loại bạt thì lâu ngày chắc chắn nước nó cũng sẽ rò rỉ qua. Nên là cái việc mà nếu mà chúng ta cái đáy của cái mặt sàn mà chúng ta không có cái hệ thống thoát nước mặt sàn, nước đọng lại trong đó thì chắc chắn lâu ngày nó sẽ thấm xuống sàn nhà và làm hư hại sàn nhà. Nên các bạn khi mà các bạn xây các bạn phải chú ý tuyệt đối, đây là tuyệt đối trong cái việc mà xây dựng cái hồ cá trên sân thượng cũng như là ở ban công của tòa nhà của mình, để tránh cái việc có thể gây ra hư hại trong trong quá trình mà chúng ta nuôi cá, hoặc là chúng ta sẽ phải, khi mà rò rỉ như vậy thì chúng ta là phải đập bỏ hồ đi thì nó sẽ gây lãng phí. Cảm ơn các bạn đã ghi xem cái video của Thuận.